Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, giá bán vàng miếng trực tiếp ngày 10 tháng 6 cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC là 75,98 triệu đồng một lượng. Như vậy giá vàng miếng ngân hàng nhà nước bán ra đã đứng yên trong 2 phiên liên tiếp. Theo đó, 5 đơn vị bán vàng bình ổn công bố giá vàng miếng bán ra thị trường hôm nay là 76,98 triệu đồng một lượng. 4 phiên bình ổn trước, giá vàng miếng SJC đã giảm 4 triệu đồng một lượng. Các doanh nghiệp trên thị trường cũng giữ giá ở mức này. Lúc 11 giờ 30 phút ngày 10 tháng 6, công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 74,98 triệu đồng một lượng mua vào và 76,98 triệu đồng một lượng bán ra. Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC niêm yết tại các doanh nghiệp như BNG, Doji đều đứng yên mức 74,98 triệu đồng một lượng mua vào và 76,98 triệu đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, công ty Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý niêm yết giá ở mức 75,5 triệu đồng một lượng mua vào và 76,98 triệu đồng một lượng bán ra. Mi Hồng niêm yết giá ở mức 76 triệu đồng một lượng mua vào và 76,98 triệu đồng một lượng bán ra. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 11 giờ 30 phút ngày 10 tháng 6 giờ Việt Nam ở mức 2.294,9 đô la Mỹ một ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 70,45 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 6,53 triệu đồng một lượng. Sau tuần đầu bán vàng bình ổn, hiện các ngân hàng cũng đã mở thêm điểm bán mới để phục vụ nhu cầu mua vàng của người dân. Theo bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Agribank, ngân hàng sẽ mở thêm 5 điểm bán vàng miếng tại các chi nhánh, phòng giao dịch ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số điểm bán vàng miếng lên 9 điểm từ tuần này, gồm 2 điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và 3 điểm tại Hà Nội. Tuy nhiên, mỗi khách hàng chỉ được đáp ứng tối đa khoảng 2 đến 3 lượng để những người xếp hàng đều mua được vàng. Vietcombank cũng thông báo mở thêm 4 điểm bán vàng miếng SJC từ ngày 10 tháng 6, nâng tổng số điểm bán vàng miếng SJC của ngân hàng lên 10 điểm trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian giao dịch từ 9 giờ đến 11 giờ 30 phút và từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ hàng ngày. Ngân hàng này thông tin đang liên tục tối ưu quy trình, đa dạng sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng khi đến giao dịch, góp phần thực hiện thành công giải pháp của ngân hàng nhà nước đối với thị trường vàng, với mục tiêu sớm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá quốc tế ở mức phù hợp và bền vững. Bên cạnh đó, Vietcombank cũng khuyến cáo việc thu hẹp chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá quốc tế, dẫn tới giá bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước và SJC có thể sẽ còn giảm trong thời gian tới. Vì vậy, người dân cũng cần rất thận trọng khi mua vàng trong bối cảnh giá vàng thế giới đầy biến động như hiện nay.